Thưa quý vị, được tin Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Ebrahim Raisi, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Ami Abdullahian và một số quan chức cấp cao Iran thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ngày 19 tháng 5. Ngày 20 tháng 5, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới quyền Tổng thống Iran Mohammad Mokber. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bakr Karibab. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thách Sơn đã gửi điện chia buồn tới quyền trưởng bộ ngoại giao iran ari bagheri khani